Hello, chào bạn đã quay lại video tiếp theo của mình nha. Thì hôm gài nhà mình bận quá, rồi nhà mình có đám á, mình cũng có thời gian ra video được. Thì hôm nay mọi chuyện đã xong xuôi hết rồi. Thì hôm nay mình tiếp tục ra video nhé bạn. Thì hôm nay mình ăn chay bạn ơi, mà ăn chay có kèm theo theo quay nữa. Thì hôm nay mình sẽ ăn cái món là bún nước tương nha các bạn. Ok, thì bún nước tương của mình thì hôm nay còn có bún các bạn. Bún này là 1 ký nè, mà heo quay các bạn. Thịt heo mắc quá, heo quay mua vô đây 50.000. Thì mua giá hẹ, ớt, rồi rau xanh, rau thơm nè, dưa leo các bạn. Thì đây những nguyên liệu mình để trộn chung bún các bạn. Thì hôm nay không có nấu nướng, thì trộn cái này với mình nè, pha nước tương tỏi ớt xong mình sẽ ăn được nha các bạn. Sắc mỏng mỏng rau xanh dao bạn, thì chút xíu mình ăn gấp nó dễ. Dưa leo nè, hẹ, rau thơm, giá nữa. Heo này sáng mua 200g bạn, 200g mà 50.000. Heo giờ mắc quá, ăn nổi bạn ơi. Thì mâm rau, bún của mình đây. Chút xíu nữa mình làm một chén nước tương nữa là mình chế lên mình ăn nha bạn. Thì nói chung là bún nước tương này không có nấu nướng này, nó đơn giản, nhanh gọn lẹ luôn bạn ơi. Ok, thì mâm bún nước tương mình đã hoàn thành nè. Bây giờ chỉ cần nước tương ớt tỏi nữa là mình thưởng thức được nha bạn. Chén nước tương bạn ơi, chén nước tương mình 4 trái ớt, 3 củ tỏi. Ăn cái kiểu này là ăn le lưỡi luôn, cay biếu lưỡi luôn. Thì chén nước tương ớt của mình đơn giản lắm bạn ơi. Thì tỏi ớt, một ít bột ngọt và ít đường nữa bạn. Thì đổ nước tương vô quậy quậy là chấm quất nha bạn. Chén nước kẹo này siêu cay lắm bạn, ngon quá. Ok, đã xong các bạn ơi. Thì heo quay nè, nước tương mình nhìn nó siêu cay luôn. Thêm một mâm rau nữa, giá nè, bún nè. Ok, giờ mình thêm ra mình thưởng thức nha bạn, coi nó có ngon hơn bún ngoài chợ bán không nha. Rồi anh chị ăn lên quất cặp miếng rau nè, dưa leo nè, dưa leo. Cái này phải trộn quất phát một mới ngon nè. Giá đây, bún nước mắm. Ngon quá. Cái nước tương nó hơi cay á. Kẹo quá. Ăn chăng. Ngon quá. Rồi nè. Hơi cay không? Mình trộn hết rồi đó, mình bỏ rau vô mình ăn nó mới ngon. Giá. Rau thơm. Ngon quá. Mà cay thiệt, bún tương này cay thiệt. Có heo quay nó ăn là đúng bài luôn. Đây, các bạn nha. Rồi sống à. Làm trộn cái đều đen đen mới đã. Lâu lắm mình không ăn món này các bạn. Chén nước tương ớt mà nó kẹo, bây giờ nó kẹo đến cỡ này rồi. Rồi mình ăn đi. Bỏ chén nước nước tương bên đi. Hiểu vậy các bạn. Bữa nay thử một mình cân hết này à. Bún tương lâu lắm không ăn. Lâu ăn lại gần ngon.
cơm xanh mình ăn á, mình ăn cái rau á, mình gấp đó, nó trộn chung ăn nó không ngon mà. Cay quá. Này bỏ tới 4 cái ớt này cay, chịu không nổi luôn. Heo quay nãy mình mua ngay cái xương non á, cắn ra rốt 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 luôn. Tê người. Giá non này ngọt nghe luôn. Cay quá. Bữa nay đến ăn bún không mà mình nghĩ ăn bún không nó hấp dẫn, phải có heo quay nữa mới ngon, nên sáng sớm mà lặn lội mấy cái số chạy ra chợ mua thịt heo quay, mua 50.000. Muốn no chà. Cay thứ gì chịu nổi. Ai dạ húp luôn. Tôi chán tương rồi. Ớt còn cỏ này á. Nói chung là ngon mà cay lắm bạn. Một mâm rau quá vậy rau. Cay gì không nổi đúng rồi. Ăn bún nhiều là heo. Heo quay ăn được nhiều. Bún ngon. Bún ngon không? Rồi thịt heo quá trời. Cay quá. Thôi nói chung mình
bún ăn hết mà rau chứ ăn hết bạn ơi. Thì cũng cảm ơn các bạn xem video tới đây, nếu các bạn thấy hay like chia sẻ ủng hộ mình nha, để mình có động lực làm những video hay hơn. Thì hôm nay cái mâm bún với tôi của mình nó rất là ngon và chén bơ rất là cay cay luôn các bạn, heo quay ăn hết mà mình mua 50.000 mình thử nó ít hay về cắt ra quá trời là theo luôn. Thì ra còn dư thì bún còn mấy cọng à, nói chung là ngon và no quá trời luôn. Thì các bạn thấy hay like chia sẻ đăng ký ủng hộ mình nhiều nha. Thì cũng chúc các bạn có một ngày thật vui vẻ và may mắn trong cuộc sống nha. Mình xin chào tạm biệt các bạn. Sắp tới mình sẽ ra thật nhiều video hay hơn nha, tại mấy ông gài nhà mình có bận chuyện á thì không có thời gian ra video. Thôi mình xin chào tạm biệt các bạn nha, bye bye nha.